Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. tối hôm đó chị đang băn khoăn không biết có nên điện thoại cho anh để cả hai cùng nói rõ mọi chuyện với nhau hay không thì điện thoại chị đổ chuông là chị Hiên chị vội vàng nghe máy tiếng chị Hiên nói gấp gáp cô Hạ cô đang ở đâu em đang ở nhà ngoại có chuyện gì vậy chị chú Việt xảy ra chuyện rồi cô phải hết sức bình tĩnh là chuyện gì chị nói cho em nghe đi chị cứ úp mở thế em lại càng lo thêm bên Đài Loan vừa kiện vụ chú ấy vi phạm hợp đồng. Chuyện này xảy ra cả tháng nay rồi, nhưng chú ấy giấu mọi người tự mình giải quyết. Công ty có kẻ thông đồng lấy trộm, lượng vôi lớn bị thất thoát, không đủ giao theo hẹn, nên người ta chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường. Hạ nghe chị Hiên nói mà rụng rời tay chân. Chị nhớ lại lúc sáng Hường đã nói anh đang gặp khó khăn, không lẽ là việc này sao? Nếu sự việc không nghiêm trọng thì chắc chắn chị Hiên sẽ không nói cho chị biết hơn nữa chị hàng ngày đi dạy thì đâu biết gì đến hợp đồng của công ty chị hỏi giờ tình hình sao rồi chị chỉ cần bồi thường là xong đúng không ạ à? không đơn giản như cô nói đâu số tiền bồi thường rất lớn quan trọng nhất là chú việt tìm được kẻ trộm trong công ty đã tự mình gặp rồi đánh đấm nhau làm sao bị công an bắt đi rồi sao lại thế nhà em trước giờ có bao giờ giải quyết bằng nắm đấm đâu đánh nhau thì không lo hòa giải là ra được nhưng quan trọng là công ty đang lúc dầu sôi lửa bỏng Ai đứng ra giải quyết công việc ở công ty Công ty phá sản chú Việt chỉ có đường tự tử thôi Vậy giờ phải làm sao? Nhà em bị bắt đi đâu rồi chị? Em muốn đi gặp anh ấy. Chị Hiền đáp. Chú ấy bị cảnh sát 113 đưa đi. Chúng ta không gặp được đâu. Bác Phúc nhờ vả cả rồi. Mà người ta nói sự việc nghiêm trọng nên không cho gặp. Anh chị hết cách rồi. Hạ nói trong nước mắt. Chị ơi giúp nhà em đi Em phải làm gì bây giờ Cô ở yên nhà Chị đến đón cô đến nhà một người quen Làm bên hình sự Cô bình thường khéo léo như thế Cô cố gắng cầu xin người ta giúp đỡ Chú Việt có qua được cửa ải này không Đành nhờ vào cô vậy Hạ nhanh chóng thay quần áo Chờ chị Hiên tới đón Bố mẹ chị thắc mắc Sao muộn thế mà con còn đi đâu Con làm sao mà mắt đỏ hoe thế kia Chị không muốn bố mẹ lo lắng Nên đi quanh co nói dối con bị đau mắt nên rụi nhiều mới đỏ Con đi với chị Hiên có chút việc gấp Bố mẹ cứ đi ngủ trước Khi nào con về sẽ gọi dì Thu mở cửa sau ạ à? Một lúc sau chị Hiên mới đến Hạ vội vã hỏi han tình hình Chị ơi Chị kể lại cho em nghe rõ đầu đuôi sự tình được hay không Rốt cuộc là có chuyện gì Nhà em có bị thương gì không hả chị Chị Hiên lắc đầu Cô xem cô đi Mặt mũi hốc hác, nước mắt tèm nhem thế kia, Tôi cứ tưởng cô không quan tâm đến chú ấy nữa chứ Dẫu sao anh ấy Cũng vẫn là chồng em mà chị Em không lo sao được Chị Hiền chẹp miệng Vụ này căng lắm Giờ chú ấy chỉ trông chờ vào mình cô thôi Nhưng giờ tối rồi Người ta có gặp mình không hả chị Cô này hay nhỉ Ban ngày các ông ấy còn bận việc ở cơ quan Cô thay nhận hối lộ Mà tiếp khách ban ngày chưa Chị Hiên sát hạ đến nhà người đàn ông tên Hải Hạ trình bày lý do và xin ông Hải giúp đỡ. Tuy nhiên ông từ chối. Các cô nghĩ tôi bán rẻ lương tâm của mình hay sao? Chị Hiên nói Chú ạ, à, con biết chú công chính liên minh. Chúng con cũng đường cùng mới nhờ chú giúp đỡ. Chú làm ơn giúp đỡ chúng con với. Tôi cả đời thanh bạch. Năm nữa tôi nghỉ hưu rồi. Tôi không muốn tay nhúng chàm. Chị Hạ nói Nhưng chồng con vô tội. Chú làm ơn giúp chồng con ông hải kiên quyết lắc đầu xin lỗi hai cô tôi không thể giúp được nếu chồng cô vô tội thì pháp luật sẽ trả lại tự do cho anh ấy mời hai người về cho chị hiên và hạ cầu xin trình bày hết nước hết cái nhưng chú hải nhất quyết không rút hạ thất vọng chú không giúp được thì chị em cháu cũng không làm phiền chú nữa tuy nhiên chú có thể chỉ cho cháu một hướng đi được không ạ à? vừa lúc đó như ý con gái chú hải về tới cô chào bố rồi gật đầu chào hai chị em hạ may mắn chào hạ khi như ý nhận ra người quen chị hạ chị còn nhớ em không hạ ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi mỉm cười em quen chị sao em là như ý bạn học của thu hà nhà chị đây chị quên em rồi sao như ý nói với chú hải đây là chị hạ người đã cứu con ngày con thi bơi bị chuột rút đó bố ông hải nhìn hạ lại một lượt rồi gật đầu cháu là ân nhân của gia đình chú đây là món nợ bác nên trả cho cháu hạ đáp cháu tới nhờ chú không phải vì chuyện cháu cứu như ý khi xưa thậm chí cháu còn không nhớ ra như ý là ai cháu mong chú đừng nghĩ về chuyện đó dù hôm ấy không có cháu thì cũng có người khác cứu em ấy ông hải mỉm cười người tốt cứu người tại tâm cháu là người tốt thì chú tin chồng cháu cũng là người tốt như ý ngồi xuống cạnh chú hải hỏi chị có chuyện cần nhờ bố em sao ạ à? chị có chút việc gia đình muốn nhờ chú hải em lớn quá lại xinh đẹp chị không nhận ra em như ý khoa chân múa tay em là con bố em thì phải xinh đẹp chứ chị nếu năm ấy chị không bỏ thi quay lại cứu em thì có lẽ không có như ý xinh đẹp ngày hôm nay ngồi nói chuyện với chị đâu như ý mẻ nheo nói với bố bố xem giúp được chị ấy hoặc bố mách nước cho chị ấy được không Hạ lo lắng, cháu không rõ nguyên nhân gì chồng cháu bị bắt mà không được phép gặp người nhà hay bảo lãnh Hải chúng.Chú Hải đáp, chỉ là tội phạm nghiêm trọng trong thời gian lấy lời khai phục vụ điều tra mới không được bảo lãnh hoặc gặp người nhà thôi cháu.Chị Hiền đáp, chú ấy chỉ là đánh lộn bị bắt thôi chú ạ, à. sao chú ấy lại phạm tội nghiêm trọng được ạ? À? Ông Hải chậm rãi nói, Giờ muộn rồi, ngày mai chú sẽ lên cơ quan hỏi xem tình hình cụ thể của chồng cháu ra sao. Rồi chú mới quyết định được. Tuy nhiên, nếu chồng cháu bị oan thì chắc chắn sẽ được trả tự do nhanh thôi. Cháu không cần lo lắng. Chị Hiên vui vẻ. Chị em cháu chăm sự nhờ chú giúp đỡ. Cháu cũng chả giấu gì chú. Tại công việc của chúng cháu đang gặp trục trặc. Nếu chú Việt bị giam giữ, thì công ty như rắn mất đầu chú ạ. À. Hiện tại nguy cơ phá sản rất cao nếu chú việt không đứng ra giải quyết công việc chú hải suy tư vài giây rồi đáp cô nghi ngờ rằng cậu ấy bị đối thủ chơi xấu sở trò sao nếu như là bị gài thì mục đích của họ là giữ chân cậu ấy ở cơ quan điều tra rồi việc này ngày mai tôi sẽ đôn đốc người điều tra hy vọng là tôi giúp được cậu ấy tôi khuyên hai chị em về tìm luật sư giỏi trước đi có lẽ như vậy chúng ta sẽ giúp cậu ấy nhanh được trở về nhà hơn hai chị em hạ nhờ cô bé như ý mà nhận được sự giúp đỡ của chú hải chị hiên mừng ra mặt công nhận cô hạ là ngôi sao may mắn của chú việt nếu không có cô chắc chúng ta không biết đường nào mà mò mà cô sao lại cứu cô bé đó vậy em cũng không nghĩ được việc mình cứu như ý khi xưa lại mang cho em may mắn hôm nay có khi em thấy câu các cụ nói cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại quả không sai năm ấy bé thu nhà em đăng ký thi bơi nhưng bị bệnh nên em đi thay. Cuộc thi ấy lẽ ra em có cơ hội nhận giải, nhưng vì thấy như ý bị chuột rút nên đã bỏ thi cứu em ấy. Cô quả nhiên là người tốt, ông trời chắc sẽ không phụ người tốt như cô. Ai đặt vào trường hợp của em cũng sẽ cứu em ấy thôi chị. Cô không cứu thì người khác cũng sẽ cứu cô bé ấy, tuy nhiên là cô vẫn không bỏ mặc còn gì. Dưới sự giúp đỡ của chú Hải, sau 3 ngày Việt được về nhà, tuy nhiên việt không được phép rời khỏi địa phương vì phục vụ điều tra hạ nghe tin chú hải báo ngày giờ việt được về nhà thì mừng lắm vốn sĩ hạ tính việt về sẽ sách hành lý về nhà chồng tuy nhiên bố hạ lại gàn con gái con đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện chưa nếu con còn khúc mắc trong lòng chưa thể giải quyết thì con có về bên ấy cũng không vui vẻ gì bố nghĩ con hãy nói chuyện thẳng thắn một lần với chồng thì hơn hạ thẳng thắn con suy nghĩ kỹ rồi bố ạ, à. con và anh Việt nhất định sẽ xây được cây cầu hạnh phúc. Thời gian qua con đã hiểu lầm anh ấy quá nhiều rồi, đã đến lúc con phải tự xây dựng hạnh phúc cho mình. Ông Sơn gật gù, bố chúc con sẽ luôn lạc quan và vững tin như thế. Chị xin nghỉ làm đi đón chồng, chị không điện thoại trước vì muốn cho chồng một điều bất ngờ. Tiếc là chị chậm chân hơn vì có người khác đón anh trước. Chị nhìn hai người bọn họ bước lên chiếc taxi mà tim đau nhói. Chị thầm hỏi, tại sao được về nhà anh lại không điện cho chị trước? Tại sao người đến đón anh lại là Diệp chứ không phải là chị? Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Chị dục lái xe đi theo chiếc xe ấy vì tò mò muốn biết anh đi đâu. Thật bất ngờ chiếc xe ấy chạy thẳng vào khách sạn 4 sao. Hai người vội vã xuống xe đi thẳng vào khách sạn. Chị đau lắm đi theo xe của họ mà nước mắt chị đã rơi lã chã anh tài xế nhắc chị giờ chị có xuống đây không hai chúng ta đi đâu ạ à? đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng chị không nghĩ nổi việc gì khác trong đầu chị chỉ toàn hình ảnh anh và diệp đang ôm nhau trong phòng khách sạn làm cái việc mà ai cũng hiểu chị lấy điện thoại gọi cho chị hiên chị ơi anh việt anh ấy anh ấy phản bội em thật rồi giọng chị nức nở trong điện thoại làm cho chị hiên cũng phát hoảng cô đang ở đâu không phải hôm nay cô đi đón chú việt sao cô bình tĩnh kể chị nghe xem nào em đang ở khách sạn bọn họ vừa vào trong đó em muốn xông vào đập tan bản mặt giả dối của bọn họ cô đừng manh động cô ở yên đó chị sẽ dẫn cho bọn đệ tử đến chỗ cô ngay chú việt dám làm vậy thì không đáng mặt đàn ông phe này chúng ta đập cho cả đôi cô chuẩn bị điện thoại quay clip cho nét vào làm bằng chứng kiện ra tòa nếu ly hôn chỉ sợ chị đến đây thì bọn họ bỏ đi rồi Cô không được vào một mình Tốt nhất cô ở yên đấy cho chị Chị đang ở gần đó 15 phút nữa chị tới đó Bọn họ chưa kịp rời khỏi đó đâu Quả nhiên chị Hiên làm việc nhanh nhẹn Đúng 15 phút sau Chị cùng vài người đàn ông Đã xuất hiện ngay cổng khách sạn Chị Hiên lấy điện thoại gọi cho Việt Việt dập máy không nghe Hạ nhìn thấy mà tim như bị bóp nghẹt Chị Hiền giật chiếc điện thoại của Hạ bấm gọi Việt. Việt bắt máy ngay sau đó. Chị Hiền quát. Chú đang ở đâu thế? Sao chị lại nghe máy của nhà em? Tôi hỏi chú đang ở đâu? Em đang đi bàn chuyện công việc. Chị Hiền trao mày. Chú đi với ai? Em đi với Diệp. Mà Hạ nhà em đâu chị? Bàn việc gì mà liên quan tới con Diệp? Chú nói tôi nghe chú đang ở đâu? Em đang ở khách sạn View. Em tới gặp đối tác bên Đài Loan. Chúng em không có gì mở ám đâu, chị đừng suy đoán lung tung, lại làm nhà em hiểu nhầm. Diệp quen biết với Trùng Khánh. Chị chắc biết người này chứ. Chúng em đang thương thảo với đối tác mới. Em đang bàn chuyện, em nói chuyện với chị sau nhé. Chị nhắn với nhà em, chờ em về nói chuyện. Chị Hiên bật loa ngoài nên tất cả cùng nghe thấy. Hạ ngơ ngác nhìn chị Hiên. Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy chị? Sao lại bàn chuyện tại khách sạn? Chị Hiên đáp, cô nghe thấy rõ rồi còn gì nữa. Chú ấy còn nói rõ đang ở view thì chắc chắn không có gì mờ ám cả. Chúng ta chờ họ ở đây, vì giờ xông vào mà họ là bàn chuyện thật thì mặt mũi chú ấy để đi đâu được. Trường Khánh là đối tác bên Đài Loan, chị biết người này vì anh ta cũng từng tới Phúc An vài lần. Hạ nhìn chị Hiên bằng ánh mắt khó hiểu, có phải chị giúp anh ấy lừa em không? Cô nghĩ chị là ai? Chị cầm con Diệp tận ấp sao chị giúp nó chứ không tin thì chị em ta vào đó một chuyến xem sao chị không ngại đâu cô cần xác minh thì chúng ta cùng vào hạ suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay về chị hiền thắc mắc cô không chờ chú ấy ra rồi cùng về sao hạ lắc đầu em nghĩ mình không cần ở đây nữa em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi em chờ xem anh ấy giải thích với em về mọi chuyện thế nào hạ vẫn còn một chút niềm tin với chồng tuy nhiên chị giận anh vì vừa ra ngoài đã cùng Diệp đi gặp đối tác mà không buồn gọi điện báo cho chị một câu. Chị không cấm anh đi công việc, tuy nhiên ít nhất anh cũng nhắn cho chị một tin hoặc điện thoại báo cho chị một câu khi được thả ra ngoài. Hoặc như anh biết chị không thích Diệp thì có nhất thiết phải chọn đi cùng Diệp hay không? Suốt quãng đường về nhà chị đắn đo rất nhiều. Chị thậm chí phải lau nước mắt mấy lần khi nghĩ đến anh. Chị tự hỏi không biết anh có hiểu mấy ngày anh bị bắt chị đã lo lắng mất ăn mất ngủ vì anh hay không. Rồi chị lại nghĩ nếu là người bình thường thì vừa được thả tự do sẽ luôn phải gọi cho người thân yêu nhất. Tuy nhiên người anh gọi và gặp đầu tiên không phải là chị. Chị muốn biết trong tim anh chị có thực sự tồn tại. Chị đã cố chấn tĩnh lại bản thân và tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi về nhà nhưng không qua khỏi ánh mắt của ông Xuân. Ông hỏi chị Anh Việt đâu? Sao các con không về cùng nhau chị khẽ cười anh Việt phải đi gặp đối tác bàn công việc gấp bố ạ à. khi nào xong việc anh ấy sẽ sang đón con sau ông Xuân trong mày rồi lại giãn nét mặt ra rất nhanh vậy là bố yên tâm rồi con ở nhà trong nhà bố về quê đón mẹ con ngày mai bố mẹ mới về nhà chị ra khóa cổng nhà rồi bỏ về phòng khóc tu tu như đứa trẻ nhà chỉ còn một mình nên chị thỏa sức mà khóc giờ chị mới nhận ra Kể từ khi làm vợ anh Chị rất hay tủi thân mà khóc Chị nhìn lại những ngày tháng làm vợ anh Đúng là anh luôn quan tâm chị Nhưng điều chị luôn thắc mắc là Liệu rằng trái tim anh Có thuộc về chị hay không Chị nhớ những ngày tháng Chưa có Diệp xuất hiện Tình cảm của hai người dù rằng không đảm thắm Như bao cặp đôi khác Nhưng ít ra anh luôn bên chị Giờ thì mọi chuyện lại khác rồi Người con gái ấy đã quay về Cô ta lại năm lần bảy lượt giúp đỡ anh liệu rằng tình cũ không rủ cũng tới. Rồi chị nghĩ lại chuyện họ đã từng xảy ra quan hệ xác thịt trong cái ngày say xỉn ở quán karaoke. Cảm giác vừa sợ hãi vừa khinh bỉ vừa uất ức lại dâng lên làm chị thấy tức ngực khó thở. Cả chiều hôm ấy chị bỏ cả ăn uống nằm cuộn tròn trên giường chờ đợi cuộc điện thoại của anh. Đáng tiếc anh không hề điện cho chị một lần. Sau cùng chị gạt bỏ lòng tự tôn của mình gọi điện cho anh trước. Điện thoại của anh có chuông nhưng anh không nghe máy. Chị soạn tin nhắn gửi cho anh. Anh ơi, anh đã xong việc chưa ạ? Em có chuyện muốn nói với anh. Chị gửi tin đi chờ một tiếng, hai tiếng rồi 3 tiếng không thấy anh nhắn trả lời. Chị giận lắm. Chị soạn một tin nhắn thật dài. Gửi chồng, người em yêu. Em đã tưởng rằng mình là người bản lĩnh lắm. Hôm nay em mới nhận ra rằng mình thực sự không giỏi đến thế. Em không giỏi nhịn. Em không giỏi nhún nhường Em cũng không giỏi lấy lòng người khác Quan trọng nhất Em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ Một người con dâu Em xin lỗi vì thời gian qua Đã không thể nào chiếm lấy trái tim anh Chúng ta vốn sinh ra không thuộc về nhau Nhưng em lại cố níu giữ Giờ em trả tự do lại cho anh Hy vọng anh sẽ lấy được người anh yêu Hy vọng bố mẹ sẽ có một người con dâu 10 phân vẹn 10 giờ phút gửi cho anh dòng tin này em đã suy nghĩ rất kỹ nếu ai hỏi em rằng có hối hận khi lấy anh không em có thể khẳng định em hối hận lắm nếu cho thời gian quay lại em chắc chắn sẽ không chọn anh sai lầm của em đó chính là yêu nhầm một người không yêu mình ngay lập tức việt nhắn tin lại cho hạ em khẳng định rằng mình đã nhầm sao em đã suy nghĩ kỹ chưa đọc tin nhắn mà hạ đau lòng lắm anh hỏi chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải chăng là anh cũng chấp nhận lời chia tay của chị ư? Anh thực sự không nuối tiếc hay sao? Vậy mà mấy ngày trước, lúc chị dọa sẽ ly hôn, anh còn một mực khẳng định anh sẽ không bao giờ ly hôn. Chị khóc nhưng lại cười mỉa mai bản thân mình đã ảo tưởng. Chị cứ ngỡ anh sẽ phải hỏi lý do tại sao, hay chỉ đơn giản anh thắc mắc chị có chuyện gì và hẹn chị đợi anh về nói chuyện. Đằng này anh lại đưa ra một câu phủ định Nhưng để khẳng định rằng anh cũng đồng ý Với lời đề nghị trả tự do của chị Chị cầm điện thoại tay run run Soạn một dòng tin gửi cho anh Vâng Em đã suy nghĩ rất kỹ Mới gửi tin cho anh Em sẽ không về bên nhà nữa Để tránh khó xử khi gặp lại bố mẹ Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại Anh nhanh chóng soạn tin và trả lời Được, cứ quyết định vậy đi Em không cần về nhà nữa anh sẽ tự thư chuyện với bố mẹ. Chị đọc tin nhắn mà mắt nhòa đi, không rõ chữ, quá đau lòng, chị nằm gọn vào góc giường ôm mặt nức nở. Hết rồi, vậy là hết thật rồi. Cả nhà chị hôm nay chẳng có ai ở nhà nên chị cũng không cần dọn dẹp hay nấu nướng. Chị cứ nằm yên như vậy cho đến khi trời tối từ lúc nào mà không hay. Tiếng Việt anh gọi ngoài cổng. Chị hạ, chị mở cổng cho em. Hạ nghe tiếng gọi mới lật đật mò dậy ra mở cổng. Chị làm gì mà em điện thoại không được thế? Chị mệt nên để chuông im lặng rồi ngủ quên đi mất. Cậu ăn gì chưa? Việt Anh nhìn chị chằm chằm. Chị khóc à? Sao lại khóc? Ai bắt nạt chị mà chị đã ăn cơm chưa thế? Hạ bỏ về phòng tránh một loạt câu hỏi của em trai. Chị giờ không muốn trả lời bất cứ một ai. Việt lẽo đẽo đi theo hỏi. Rốt cuộc là chị gặp chuyện gì Chị nói em nghe đi Em sẽ thay chị xử lý kẻ nào dám bắt nạt chị Cậu tắm rửa rồi nghỉ đi cho khỏe Chị mệt lắm Chị muốn đi ngủ sớm Điện thoại của Việt Anh đổ chuông Cậu ấy nhìn thấy số điện thoại liền nở nụ cười rất tươi Vợ hả anh nghe đây Chị thấy em trai vui vẻ nghe điện thoại Cũng biết là ai gọi đến Chị mừng cho em Nhưng thấy tủi cho mình Nửa tiếng sau Việt Anh chạy lại phòng chị gõ cửa Chị Hạ Anh rể lại gặp chuyện nữa rồi Hạ nghe em trai nhắc tới anh Thì thoáng chút lo lắng Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại chấn tĩnh bản thân Anh gặp chuyện thì có người lo cho anh rồi Cần gì chị phải quan tâm Việt Anh thấy chị gái không phản ứng gì bèn nói Chị và anh rể lại giận nhau sao Mà anh rể có chuyện rồi Không lẽ chị bỏ mặc anh ấy hay sao Chị mở cửa phòng anh ấy có chuyện gì cậu nói chị nghe đi thái độ chị bình thản đến lạ làm việt anh cũng bất ngờ điện thoại việt anh lại có tin nhắn đến cậu ấy đọc xong liền lắp bắp chị chị ơi anh rể vợ em vừa nói anh rể lò vôi bị sập chị không kịp nghe em trai nói hết vội vã chạy ra ngoài chị nhớ đến hai năm trước cũng từng xảy ra chuyện xấu tại lò vôi lò bị sạt làm một công nhân bị bỏng rất nặng anh ngày ấy may mắn thoát chết nhưng cũng bỏng hết một tay và một bên đùi việt anh phải chạy đuổi theo chị bình tĩnh giờ chị chạy đi đâu chị biết anh ở đâu mà đi hạ khóc nước mắt chảy thành dòng giọng hạ nghẹn ngào chị phải đến chỗ anh ngay cậu để chị đến đó việt anh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho chị rồi nhắc em đưa chị đi em đã nói chị phải bình tĩnh rồi còn gì nữa chị vội vã đi đến nỗi không kịp thay quần áo và lấy điện thoại chị vẫn mặc trên người bộ quần áo ban sáng chuẩn bị đi đón anh có điều chị đi giày thì giờ chị xỏ xép lê vì quá vội việt anh chở chị gái đi rất chậm làm chị sốt ruột dục cậu đi nhanh lên chị xem nào em đang run lắm thì sao mà chạy nhanh được à ngộ nhỡ tai nạn thì làm sao còn em lại không thấy mặt bố thì chị có đền được hay không trời tối chị không nhìn đồng hồ mấy giờ nhưng chị biết rằng đã muộn Việt Anh chở chị đến một ngôi nhà thì dừng lại Chị thắc mắc Sao chúng ta lại đến đây Chẳng phải cậu nói sẽ đưa chị đến chỗ anh Việt sao Việt Anh gật đầu Vâng chị vào đây rồi chúng ta sẽ tới chỗ anh Việt sao Chị giận Cậu đang định làm gì vậy Cậu mong cho chị biết Anh Việt đang ở đâu Anh ở đây Chị quay lại nơi tiếng nói phát ra Đèn trong nhà bật sáng Anh đứng đó tươi cười đón chị Mình à anh ở đây anh chờ mình lâu rồi tất cả mọi người trong nhà đều hát vang bài hát sinh nhật chị giật mình nhớ tới ngày sinh nhật của mình phải rồi hôm nay là sinh nhật của chị mà chị ngơ ngác đứng nhìn mọi người bố mẹ chị bố mẹ chồng em trai em gái chị gia đình chị hiên tất cả đều có mặt đông đủ nước mắt chị cứ thế mà rơi không thể kiềm chế được anh bước tới nắm lấy tay chị anh xin lỗi vì đã nhờ mọi người giấu mình mọi chuyện. Đơn giản là anh muốn cho mình một bất ngờ mà thôi. Chúc mình sinh nhật vui vẻ. Chị vừa bất ngờ vừa giận anh, nên giơ tay đấm thủng thụp vào người anh trách móc. Anh ác lắm. Sao anh cùng mọi người lại gạt em? Anh biết em sợ đến thế nào hay không? Anh kéo tay chị vào nhà. Anh xin lỗi, mình vào đi. Anh giải quyết xong công việc muộn quá, nên để mình chờ tới tận bây giờ chị bước vào nhà, một căn nhà mới xây xong còn nồng mùi sơn, chị thắc mắc, đây là nhà ai sao mọi người lại tổ chức sinh nhật ở đây? Anh đáp, là nhà của mình, là quà sinh nhật anh tặng mình. Tuy là căn nhà nhỏ nhưng đây là cố gắng và mong ước anh ấp ủ suốt mấy năm qua. Mình nhớ bức tranh này chứ? Chị nhìn theo anh, một bức tranh 3D mùa hạ chiếm cả một mảng tường lớn ngay phòng khách. Bên góc phải bức tranh còn khắc chữ hạ thương. Chị chợt nhớ lại ngày anh chị mới cưới. Một lần anh chị đi ngang qua công ty tranh đá 3D, chị đã buột miệng khen đẹp và ao ước có một bức tranh 3D lớn đẹp như thế. Chị không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ. Hơn nữa anh còn làm bức tranh lớn hơn ngay chính giữa phòng khách của căn nhà. Chị được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bỗng dưng theo nước mắt hạnh phúc mà tuôn trào. Chị hiền lên tiếng xem ra cô hạ bị chú việt làm cho hạnh phúc đến nỗi ngốc nghếch mất rồi chị nhìn mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ sáng sủa chị bỗng nhìn chị sao mà nhếch nhác đến thế bộ quần áo cũ thì chớ tóc tai bù xù đã vậy chị còn đi dép lê cọc cạch chiếc xanh chiếc đen chị nhớ lại những tin nhắn lúc chiều rồi thoáng suy tư anh hiểu ý chị anh nói anh xin lỗi mình vì để mình hiểu nhầm anh nói mình không cần về nhà bởi vì anh muốn tặng mình một căn nhà riêng. Từ nay vợ chồng mình sẽ sống riêng, không cần ở chung nhà với bố mẹ nữa. Anh cũng thưa chuyện với bố mẹ và được ông bà đồng ý rồi. Ông pha lúc bấy giờ mới lên tiếng. Được rồi nào, chuyện riêng của các con thì để nó lúc khác giải quyết. Giờ chúng ta khai tiệc đi nào. Sinh nhật sinh nhật, mọi người vất vả nguyên ngày hôm nay rồi. Anh giơ tay. Mọi người chờ con 5 phút hôm nay người quan trọng nhất là vợ con ít nhất mọi người phải đợi vợ con thay bộ đồ cho tử tế đã chứ anh kéo chị vào phòng ngủ chiếc ảnh cưới của anh chị đã được treo ngay ngắn trong phòng chị mở tủ quần áo thật ngạc nhiên mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo từ trước tất cả đồ đạc của chị đã được chuyển về đây từ khi nào anh lấy chiếc váy và một đôi giày trong tủ ra ướm lên người chị mình thay đồ đi đây là lần đầu anh mua váy cho mình anh tin mình sẽ mặc vừa. Quả nhiên chị mặc chiếc váy vừa như in, đôi giày chị đi cũng vừa vặn. Anh nhăn mặt, mình gầy hơn rồi, vắng chồng mình héo hon hơn thì phải. Chị trải qua mái tóc rối rồi rửa mặt cho sạch sẽ. Anh mãi ngắm chị đến ngây cả người. Chị lại xấu hổ tới đỏ cả mặt. Anh khẽ thì thầm, mình đẹp lắm. Chị trách, anh nhiều tội lắm, đợi mọi người về em sẽ tính sổ với anh anh ngây thơ hỏi, mình tính tội thì có phạt anh không, nếu phạt thì cứ mỗi tội, mình phạt anh thơm một cái thì anh chịu phạt cả đời cũng được. Chị bị tan chảy trong hạnh phúc, chị không biết từ khi nào miệng chồng chị lại ngọt đến thế này. Tim chị thổn thức y như cái ngày anh dắt tay chị trong bộ váy cưới súng sính hơn 4 năm trước. Anh chị xuất hiện mọi người lại lần nữa ổ lên, tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay vang lên giòn rã chị Hiên thì thầm vào tai cô chú làm gì trong ấy lâu thế thế nào ngọt thấu tim gan không trên đời này mà kiếm được người như chú Việt là hiếm lắm đấy nha chị trách chị cũng thông đồng với nhà em lừa gạt đúng không chị Hiên phá lên cười làm gì có chú ấy tự mình bày binh bố trận chị chiều nay mới biết đấy nếu như không gấp để dọn dẹp và trang trí nhà thì chắc chú ấy tự mình làm hết mọi chuyện cho tất cả cùng bất ngờ luôn đấy chứ Ông Pha cầm ly rượu lên cùng với Hạ. Con gái, ly này bố chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc. Bố biết cuộc sống sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên bố tin rằng các con sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Ông Pha rót ly khác lên cùng ly với con trai. Anh Việt, cuối cùng anh cũng lớn thật rồi. Bố mừng cho anh. Uống cạn ly rượu này rồi từ mai anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Vợ chồng chúng tôi cuối cùng cũng có không gian riêng cho nhau rồi Bà Kim bĩu môi Gớm quá Ông cứ làm như chúng ta còn trẻ như các con ấy Mà đòi không gian riêng cho nhau Ông pha uống ly rượu rồi rót thêm ly nữa Bà xã ly này chúc mừng bà nuôi dạy được một thằng con trai Có tài lại có tình Đời này tôi mang ơn bà nhiều nhất Tôi nguyện bên bà đến đầu bạc răng long Tất cả mọi người nghe ông pha nói liền vỗ tay rào rào chúc mừng Hạ nhìn cả nhà vui vẻ mà hạnh phúc khôn nguôi. Mọi thứ đến với chị bất ngờ quá. Chưa khi nào chị nghĩ đến ngày mình lại được sống như một nàng công chúa, được đắm chìm trong mật ngọt yêu thương mà chỉ có trong các câu chuyện cổ tích như thế. Dì Thu ngồi sát lại phía chị gái thủ thể. Chị sướng nhé, được chồng thương xây hẳn trong một căn nhà. Anh ấy chuẩn bị căn nhà cho chị từ lâu lắm rồi đấy. Hạ hỏi em. Mọi người biết chuyện mà sao ai cũng giấu chị Nếu không giấu thì chị có bất ngờ và hạnh phúc thế này không Nói thật Em là em chị thật Nhưng lắm lúc em thấy chị cũng quá đáng lắm đấy nhá Anh Việt chiều chị chứ phải người khác thì đứt xích lâu rồi Sao ai cũng bên anh Việt thế Nhiều chuyện anh ấy có lỗi với chị cơ mà Chị có lỗi thì có ấy Chị chả chịu hiểu cho anh ấy Giờ chị biết anh ấy thế nào chưa anh ấy bị bắt nhốt mấy ngày nhưng vẫn đôn đốc mọi người và hoàn thành ngôi nhà đúng trong ngày sinh nhật chị. Mấy ngày mẹ với em nói về quê là thức đêm thức hôm, chuẩn bị nhà cho chị đây này. Chị ngạc nhiên, anh ấy bị bắt, không được gặp người nhà thì làm sao liên lạc được với mọi người chứ. Chị ngây thơ quá cũng là một cái tội, anh rẻ em thông minh lắm. Mặc dù học hơi rốt hơn chị thôi chứ mưu cao kế hiểm. Anh ấy cố ý báo công an để bị bắt nhốt vào mấy ngày cho mọi người ngoài dễ hành động đấy. Chuyện này chị tự hỏi anh rể đi Đảm bảo nghe như phim hành động luôn ấy Mà sao anh ấy lại bắt mẹ dọn nhà được chứ Anh không bắt mẹ đâu Anh ấy nhờ em tìm người dọn Nhưng mẹ muốn làm Mẹ nói muốn tự tay thu vén cho tổ ấm của anh chị Thu vừa nói vừa lắc đầu Chị em đúng là chán chả buồn nói Hạ nghe Thu nói chuyện mà tự thấy giận bản thân mình Hóa ra bao nhiêu ngày chị chạy đôn chạy đáo lo lắng cho anh cũng chỉ là việc thừa tất cả mọi chuyện anh đều nắm trong lòng bàn tay chỉ mình chị ngây thơ như lời dì thu nói mà thôi chị tự hỏi rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật đang giấu chị nữa chị tự nhủ bản thân sau hôm nay chị nhất định phải cùng anh ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện chị không muốn anh chị còn bất cứ hiểu lầm nào với nhau nữa có như vậy hạnh phúc của chị mới bền chặt Tan tiệc mọi người ra về khi trời đã khá khuya. Bố chị trước lúc về còn tủng tìm hỏi. Thế con gái bố giờ ở đây hay về với bố? Anh lên tiếng. Chắc vợ chồng con phiền bố mẹ thêm một vài ngày nữa. Nhà này giờ còn mùi sơn độc hại. Nhà con mới vừa mất cháu không lâu. Còn lo sức khỏe nhà con chưa được tốt. Chị lại thấy ngại với nhà chồng nhưng ông pha lên tiếng trước. Con hạ về tạm nhà ngoại ở đi. Đồ đạc của hai con đã chuyển hết sang nhà mới rồi giờ con về nhà bố mẹ sẽ không tiện hạ xúc động con cảm ơn bố mẹ bà kim chẹp miệng ơn với huệ cái gì chị cũng chịu khó ăn uống tầm bổ vào đi dạo này chị gầy gò ốm yếu thế kia thì bao giờ tôi mới được bế cháu việt định bà kim mẹ yên tâm chúng con sẽ sớm sinh cho mẹ đứa cháu mạnh khỏe đáng yêu bà kim khẽ cười nhưng ánh mắt bà lại xa xăm khó đoán bà thở dài muộn rồi bố mẹ về nhà đây các con có nhà mới rồi cũng thi thoảng gái nhà ăn cơm với bố mẹ cho vui vợ chồng bác phúc tiện đường chở bố mẹ chồng chị về nhà bác phúc vỗ vai việt dặn dò cố lên mọi người sẽ luôn đồng hành cùng vợ chồng chú đêm nay ngủ một giấc cho thoải mái đi chú cũng vất vả quá rồi đừng cố quá kẻo quá cố thì lấy ai bờ bạn với tôi chị hiền liếc xéo bác phúc ông đúng là thừa hơi Mau về đi cho người ta còn tâm sự kia kìa Già dạ rồi còn làm kia đà cản mũi làm gì không biết Hạ bấy giờ mới hỏi chồng Em nghe mọi người nói là tân ra về nhà mới Phải ngủ lại đây mới đúng Hay là vợ chồng mình đêm nay ở đây đi Việt cười Mình không cần lo anh ngủ ở đây suốt rồi Hơn nữa nhà mình dọn về đây cả tuần rồi mình ạ à. Anh giữ bí mật không cho mình biết Vì muốn tạo cho mình bất ngờ vào ngày hôm nay Chị trách móc Anh ác lắm anh có biết em nghe chị Hiên nói anh bị bắt làm em lo lắng lắm hay không? Anh nắm tay chị. Anh biết mình thương anh nên mới lo lắng đến vậy. Anh giấu cả chị Hiên vì sự việc càng ít người biết càng tốt. Em lại cứ nghĩ chị Hiên thông đồng với anh lừa gạt em chứ. Anh lắc đầu. Chỉ anh và bác Phúc biết chuyện. Anh dặn bác Phúc không được cho ai biết. Chị giận dỗi. Vậy anh coi em là ai? Em không đáng tin hay sao? Mà tại sao mình được ra lại không báo cho em một câu Mình không báo cho em lại còn đi với chị Diệp Mình có biết em đau lắm hay không Mình đừng nhắc đến người khác trong quan hệ của chúng ta được không Diệp là em kết nghĩa của anh Trước đây bây giờ Và mãi mãi là như thế Mình phải có lòng tin với chồng mình chứ Nhưng em ích kỷ lắm Em không muốn bên anh có bất kỳ người phụ nữ nào khác Nếu cần tìm người biết tiếng Trung thì chúng ta sẽ kiếm phiên dịch là được. Mình nhờ chị Diệp làm em thấy buồn lắm. Sáng nay tận mắt nhìn thấy anh và chị ấy đi cùng nhau, em đau lắm, anh có biết hay không? Xin lỗi mình, anh không chu đáo, anh không nghĩ đến cảm nhận của mình. Anh chỉ nghĩ bản thân phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh để về với mình mà thôi. Từ nay anh sẽ không nhờ Diệp nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhờ đến Diệp. Sau này anh nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm phiền tới cuộc sống của vợ chồng mình nữa đâu anh nói vậy thì em sẽ tin anh tuy nhiên anh làm gì thì cố gắng nhắn che một lời em đã từng nghĩ không lẽ một cuộc điện thoại với anh khó đến thế ư anh ôm lấy chị bờ vai chị còn run anh khẽ đáp mình à bởi vì mình là vợ anh anh chỉ muốn mình hạnh phúc không phải lo lắng bất cứ chuyện gì mọi chuyện khác cứ để anh lo mình chỉ cần vui vẻ yêu anh là được anh đột ngột đẩy chị ra mà mình cũng ác lắm sao mình lại hơi tí đòi chia tay thế mình có biết câu nói của mình làm anh đau lòng lắm hay không anh cho mình biết anh yêu mình tất cả là thật anh cấm mình không được nói là yêu nhầm nữa chị ôm lấy anh thổn thức em xin lỗi anh từ nay em sẽ không giận dỗi như thế nữa nhưng em muốn hai vợ chồng mình không được có bí mật gì hết anh có thể hứa sẽ luôn chia sẻ với em mọi khó khăn hay không em tuy rằng không giỏi nhưng em muốn là người nghe anh tâm sự ngoài làm vợ của anh em muốn là một người bạn tri âm tri kỷ của anh nữa anh phản đối không được anh chỉ muốn em làm vợ của anh không hơn không kém chỉ cần lúc nào em cũng nhớ rằng em là vợ của anh vậy là đủ mọi chuyện khác hãy để anh làm cho anh sẽ làm chồng em làm người yêu của em làm người bạn của em tất cả anh đều làm cho em miễn là em đừng bao giờ nhắc đến việc trả tự do cho anh anh tự nguyện ở bên em đến hết cuộc đời chị mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của anh diệp có muốn xen ngang anh chị thì phải hỏi anh có muốn hay không hơn nữa chị tự nhủ bản thân sẽ giữ anh thật chặt chị sẽ học tập chị hiên quyết không cho kẻ khác có cơ hội nhúng tay vào hạnh phúc của chị đêm đó anh ngủ rất say chị nghĩ chắc suốt thời gian qua anh đã vất vả vì chuyện của công ty thêm chuyện chị lại giận hờn vô cớ chị nhìn anh ngủ mà cảm giác hạnh phúc lại len lỏi trong tim đã rất lâu kể từ ngày bí mật của anh ở quán karaoke bị phát hiện đến giờ chị chưa thấy anh ngủ say như thế điện thoại của anh có tin nhắn đến chị thấy tò mò nên mở tin nhắn ra đọc một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ gửi cho anh thằng chó nếu mày đuổi cùng giết tận Thì con vợ mày sẽ không được yên thân đâu Lần trước tao mới gửi ảnh sách của nó Cho ông bà già mày Lần này tao sẽ gửi cho đồng nghiệp của nó Tao nói được là làm được Chị đọc đi đọc lại tin nhắn Mà vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì Ai đang đe dọa anh Sao họ lại gửi ảnh sách của chị Cho bố mẹ chồng Mà quan trọng số ảnh đó ở đâu mà có Chị mở hết thư mục ảnh lẫn thục xác trên điện thoại của anh để tìm kiếm tất cả đều sạch sẽ chị lần mò mở email của anh anh đặt mật khẩu là ngày cưới của họ nên không khó để chị mò ra được chị tìm kiếm trong thùng xác lôi ra được một loạt ảnh chính chị đang lõa lổ tạo dáng như những tấm ảnh mà chị phát xấu hổ huống hồ là người khác chị tắt vội máy vì hoang mang tới tột độ sao người trong ảnh lại là chị chị là người phụ nữ chính chuyên sống kín đáo chưa khi nào chị mặc hở hang thì sao chị có thể chụp những tấm hình đó chứ Chị muốn gọi anh dậy để hỏi cho rõ sự tình Chị muốn biết suốt hơn một tháng qua chị không có nhà Đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà chị không hề hay biết Rốt cuộc anh đã giấu chị bao nhiêu bí mật nữa Chị xoay ra nhìn anh đang ngủ say mà lại rơi nước mắt Liệu có phải suốt thời gian qua Vì quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi Anh đơn độc chống chọi một mình để chị vô lo vô ưu bên nhà ngoại có nhiều thời gian sinh giận hơn với anh chị cứ nằm khóc nhìn anh ngủ chị thương anh thương anh chị lại giận bản thân mình sao vô tâm quá anh về chị tất cả là thật sáng hôm sau hai mắt chị thâm quầng sưng húp anh phát hiện ra ngay lập tức anh hỏi chị khóc chị nhắc anh đọc tin điện thoại rồi nói chuyện với chị anh mở điện thoại nhìn dòng tin nhắn thì đoán ra tất cả sự việc anh an ủi chị chỉ có một chút chuyện còn con như này Cũng làm mình khóc sưng cả mắt lên ư Chuyện này mà anh nói chuyện còn con hay sao Nó liên quan đến em Đến danh dự và nhân phẩm của em Anh gật đầu Anh biết Mình tự trọng cao và coi trọng danh dự Nên anh mới giấu mình mọi chuyện Tuy nhiên mình không cần lo Anh sẽ có cách giải quyết êm thấm Chị ép anh phải kể chị nghe mọi chuyện Ban đầu anh không chịu Chị uất ức trách cứ anh không coi chị là vợ anh xót chị mới kể lại chuyện cho chị nghe Chuyện bắt đầu từ cái ngày chị bị mất con Hóa ra anh không đến kịp thời đón chị đi khám Là do anh bị đối thủ chơi xấu Tất cả hàng xuất khẩu sang Đài Loan của anh hơn phân nửa Bị đánh cháo thành hàng kém chất lượng Và bị trả về Bên Đài Loan ra sức ép công ty phải bồi thường hợp đồng Anh lao đao mất bao nhiêu ngày liền để truy tìm lý do hàng đã kiểm định tại công ty được đóng hàng kẹp trì nhưng bị cháo trắng trợn như thế. Cuối cùng anh phát hiện ra bên vận tải móc nối với đối thủ của anh cháo hàng. Anh tìm họ nói phải trái. Chị nhắn tin anh nhận được và ra về ngay. Đáng tiếc anh mới đi được một đoạn thì bị hai thằng đội mũ bảo hiểm kín mặt chặn xe đánh bất ngờ. Mày thay trước lúc đi anh báo bác Phúc nên có đàn em bác Phúc đi theo mới cứu anh một mạng chạy được về tới viện chị nghe anh kể mà không kìm được nước mắt hóa ra không phải anh vô tâm với chị anh có lý do bất đắc dĩ không về kịp đón chị không những thế anh còn bị người ta chặn đánh chị bấy giờ mới nhớ lại hình ảnh anh nhếch nhác quần áo lấm lem tóc tai bù xù khi chạy tới viện anh ôm chị vỗ về mình lại khóc mình khóc làm anh cũng đau lòng vậy làm sao anh dám để mình biết mọi chuyện chị càng nghe anh an ủi lại càng khóc to hơn Em xin lỗi là tại em vô tâm với chồng Chuyện đã qua rồi Mình đừng trách bản thân nữa Vậy chuyện ảnh sách là thế nào Em thể với anh Em chỉ yêu một mình anh Em chưa bao giờ thất thân với ai Sao em lại có ảnh sách Anh cười nhẹ Anh là chồng mình Trên cơ thể mình có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu Tấm ảnh đó bọn chúng photoshop thôi Chị tức giận Em có gây thủ chúc oán với ai đâu Tại sao họ lại vu oan giá họa cho em họ lại còn gửi ảnh cho bố mẹ chồng thì sao em dám ngẩng mặt nhìn ai nữa anh đáp em đừng kích động không ai nghĩ xấu về em có hay chăng là những kẻ đó tâm địa độc ác không từ thủ đoạn mà thôi anh kể lại chuyện khi chị ra viện về nhà ngoại được một tuần thì ông pha nhận được bưu kiện lúc ấy bà kim cũng ở nhà nên tò mò mở ra xem bà thấy tấm hình ấy sãy lên như đỉa phải vôi Ôi giời ơi sao nhà tôi lại rước được cái thứ lăng loàn mất nết thế này hả trời Ông pha vội vã giật lấy tấm ảnh trên tay bà Kim Ông nhìn qua rồi tức giận Khốn nạn mà Đúng là quân đốn mạt Ông quát to Anh Việt đâu Anh mau ra đây cho tôi Bà Kim xa xả mắng Anh để con hạ Nó làm ra cái trò gì thế này Bỏ, bỏ ngay cho tôi Thứ đàn bà chắc nết đúng là đẹp mặt Thoạt đầu nhìn thấy ảnh của chị anh sốc lắm Đầu anh hiện lên hàng trăm ngàn câu hỏi Nhưng tiếng ông pha kéo anh về hiện thực Anh tìm ra kẻ nào làm chuyện này cho tôi Dám bôi nhọ danh sự con dâu tôi Là không yên với tôi đâu Ông quản bênh con hạ sao Chứng cứ rành rành ra thế này Mà ông quản bênh nó hả Nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú hay sao Bà im ngay cho tôi Con hạ không bao giờ làm ra chuyện mất nhân cách thế này đâu Chắc chắn có kẻ cố ý hại con bé anh bấy giờ mới nhìn kỹ lại tất cả những tấm hình. Dường như tất cả đều hoàn hảo và chân thật. Chỉ trừ có một điểm mà kẻ photoshop không biết. Đó là chị có hai nốt ruồi ở phần nhạy cảm. Ngày trước anh hay trêu chị có hai nốt ruồi lộc và anh có phúc hưởng. Không ngờ hai nốt ruồi ấy đúng là nốt ruồi may mắn của chị. Ảnh này là người ta photoshop, bọn họ làm rất nét, rất thực. Nhưng có một điểm họ không biết. Đó là nhà con có hai nốt ruồi đặc biệt chuyện này con sẽ giải quyết con cũng đoán được ai làm rồi bọn chúng tính mang nhà con ra để ép con thỏa hiệp về chuyện làm ăn ông pha tức giận ném vỡ cả cái ấm nước tôi mất dạy anh tìm cho ra kẻ đó rồi kiện cho nó đi tù mọt gông cho tôi nếu không thì nhờ mấy thằng đầu gấu đánh cho nó què tay chân để nó đỡ đi hại người khác bà kim định phàn nàn mấy câu nhưng bị ông pha chặn lại bà đừng nói gì cả con hạ làm dâu nhà này 4 năm trời không lẽ bà không hiểu tính con hay sao tôi nhắc cho bà nhớ rằng chuyện này không liên quan đến con hạ nó vừa trải qua nỗi đau bà đừng làm con bé đau thêm nữa bà cũng là phụ nữ đấy ông quay lại nói với anh anh làm ăn thế nào tôi không cần biết tuy nhiên đừng bao giờ vì công việc mà làm tổn thương vợ anh vâng con sẽ tìm bọn họ giải quyết cho xong bọn chúng rất hiểu tính của con nên chúng mới dùng chiêu này để ép con còn nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu chị ngồi bật dậy sao họ ác thế em có làm gì ai đâu sao họ làm hại em đã vậy họ lại còn gửi ảnh cho bố mẹ nữa bố mẹ sẽ đánh giá em ra sao mình yên tâm bố tin mình anh tin mình mọi người ai cũng tin mình em lo mẹ thôi anh ạ à. mình không cần lo bên ấy có bố rồi ông sẽ không để chuyện không hay xảy ra đâu họ muốn dùng em gây áp lực cho anh vụ trộm cắp đánh cháo hàng cho bên Đài Loan. Tên cầm đầu đã bị bắt rồi. Cả gửi ảnh này có lẽ là tay chân của hắn ở bên ngoài. Chị nghe anh kể lại toàn bộ sự việc. Cái ngày anh bị mẹ chị gọi sang nhà, rồi anh đột ngột bỏ đi khi chị đang khó chịu trong người cũng là có nguyên do. Đối thủ của anh gửi ảnh sách đó lên công ty anh qua mail và qua bưu điện. Chính Hương là người phát hiện ra tập ảnh đó, nên nhắn tin cho anh tới công ty gấp chị nghe kể tới đâu lại giận mình tới đó hóa ra từ trước đến giờ chị chưa khi nào tìm hiểu về chồng chị chợt nhận ra anh rất hiểu chị nhưng chị càng ngày càng không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong lòng của anh dường như bức tường cản trở chị chính là chưa thấu hiểu được người bạn đời của mình chị thở dài anh vì em nhưng em lại không hiểu trái lại em còn làm mình làm mẩy gây khó khăn cho anh vậy chuyện anh bị bắt thì sao Chuyện đó là anh tương kế tự kế. Bên Đài Loan ra sức ép anh bồi thường hợp đồng không khoan nhượng. Nên anh đoán chắc chắn sự việc cháo đổi hàng lần này có sự đồng thuận của họ. Bọn họ thông đồng lừa chúng ta hay sao? Sao em càng nghe càng khó hiểu? Phải, là họ thông đồng với nhau hạ bệ anh. Đường cùng anh bàn với bác Phúc để anh sang công ty đối thủ làm loạn. Anh cũng tiện thể báo công an tới với mục đích bắt giữ cả hai bên. Hạ trao mày. Nếu đánh lộn thì sao họ lại bắt nhốt cả hai được à? Em tưởng họ bắt anh thôi. Vì anh cho người bỏ thuốc nổ vào chỗ bọn họ. Hạ giật mình sừng sốt. Thuốc nổ ư là hàng cấm đấy. Sao anh lại... Mình thấy sợ anh hả? Là do họ tự làm tự chịu. Vốn dĩ bọn họ đi lên và có cơ ngơi đó là do làm ăn bất chính. Buôn bán thuốc nổ trái phép. Đệ của bác Phúc điều tra được nên đã bắn tin cho công an. Vốn dĩ nếu họ không phá đám anh thì dĩ nhiên việc ai nấy làm nước sông không phạm nước giếng. Đáng tiếc họ thấy anh hai lúa lại tưởng anh dễ bắt nạt nên mới dở trò hòng chiếm lĩnh thị trường vôi xuất khẩu. Hạ bấy giờ mới ngã ngũ thì ra thương trường như chiến trường. Bấy lâu nay anh một mình phải chiến đấu mệt mỏi không được ngừng nghỉ để có thể đứng vững không bị các đối thủ nuốt chửng. Vậy là mình dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người hại họ bị công an bắt hay sao? Là anh học họ mà mình họ photoshop ảnh của mình hòng gây sức ép cho anh bỏ cuộc nhưng anh nhất quyết không khoan nhượng nếu anh lùi bước thì họ sẽ có cớ tiếp tục chèn ép mình thử nghĩ xem anh làm sao mà đứng vững trên thương trường được nữa hơn nữa anh không đổ oan cho họ họ buôn bán chất nổ trái phép là sự thật anh chỉ là cho công an chứng cớ để bắt giữ họ mà thôi ngoài ra anh còn mục đích khác chỉ khi anh bị bắt lại còn bị giam giữ không được gặp gỡ người nhà bà không được bảo lãnh thì đối thủ mới hả hê và buông lơi đề phòng bọn họ nghĩ công ty sẽ như rắn mất đầu không thể hoàn thành đúng chỉ tiêu theo hợp đồng đã đề ra đáng tiếc họ đánh giá sai người rồi họ quên mất rằng bên anh còn phúc an chống lưng phúc an vốn là công ty xuất khẩu vôi đầu tiên ở khu vực này hiện tại bác phúc đang xuất hàng đi hàn bác ấy đã gặp gỡ đối tác xin chậm hàng một tuần nhượng toàn bộ số vôi ấy lại cho chúng ta Dĩ nhiên việc vận chuyển hoàn toàn do bên Phúc An đảm nhiệm. Ngày anh được ra ngoài cũng là ngày chúng ta hoàn thành giao hàng đợt cuối cho bọn họ. Anh vất vả quá. Em không biết chuyện nên nghe chị Hiên kể cũng chạy đôn chạy đáo. Đi nhờ người giúp. Bác Phúc cũng tài. Chuyện đó bác gây dấu biệt luôn. Để chị Hiên cũng lo lắng. Có như thế anh mới thấy mình thương anh thế nào chứ. Mọi hy sinh của anh cho mình là xứng đáng. Vậy sao anh còn đi với chị Diệp? Chuyện đó là chuyện khác Sau khi biết bọn họ thông đồng lừa anh Anh đã âm thầm tìm đối tác mới Trường Khánh lại có quen biết với Diệp Anh lúc ấy bí quá Mới phải nhờ Diệp đứng ra xin một cuộc hẹn May mắn là họ chịu hợp tác với chúng ta Sắp tới anh sẽ ký hợp đồng 3 năm với bên Trường Khánh Chị lo lắng nếu Diệp có quen với Trường Khánh Thì anh sẽ lại phải liên quan đến người em gái nuôi này Anh hiểu chị đang suy nghĩ gì nên giải thích Diệp chỉ đứng ra giản xếp một cuộc hẹn thôi sau này mọi chuyện đều do anh xử lý Anh cũng tìm được phiên dịch cho công ty rồi Người này em cũng biết đó Chị ngạc nhiên Là ai hả anh? Em đâu quen biết ai tiếng Trung đâu anh Là Như Ý Con gái chú Hải Mà em và chị Hiên chạy tới nhà xin giúp đỡ Dì Thu giới thiệu cho anh đấy Chị trở thành bù nhìn từ khi nào vậy? Sao chị là vợ anh mà chị còn biết chuyện thua cả em gái mình? Thảo nào dì Thu còn mắng chị ngây thơ vô số tội nếu không nhờ mình tới nhà chú ấy xin giúp đỡ Thì có lẽ anh không thuận lợi giải quyết tất cả mọi chuyện như vậy Anh phải cảm ơn mình mới đúng Mình là ngôi sao may mắn của anh Không phải là anh tương kế tự kế tự nguyện bị bắt hay sao Mọi chuyện trong kế hoạch của anh rồi Anh lắc đầu Mình đúng là chỉ hợp làm cô giáo thôi mình ạ à. Nghĩa là chú Hải gặp anh và trao đổi sự việc Nhờ chú ấy đốc thúc nên anh mới nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng của bọn họ thông đồng lừa gạt để khởi kiện họ, họ sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Đây là lý do họ lại tiếp tục dùng hình ảnh của mình để cố gây sức ép với anh. Chị trầm tư không nói gì anh an ủi. Mình yên tâm, dù rằng những tấm ảnh đó không phải là mình, nhưng anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình đâu. Anh sẽ giải quyết dứt điểm một lần cho xong tất cả. Vở kịch này đến lúc hạ màn được rồi. Chị lại lo anh vì chị sẽ thỏa hiệp với bọn chúng tất cả mọi công sức và sự nghiệp anh gầy dựng bao nhiêu năm trời tan thành mây khói. Cây ngày không sợ chết đứng, mình không cần vì mấy tấm hình ấy mà thỏa hiệp với chúng đâu. Một tuần sau, nhờ bên công an giúp sức anh đã thỏa hiệp thành công với công ty đối thủ. Tuy nhiên thỏa hiệp của anh là thương lượng số tiền bồi thường cho tổn thất thương mại của công ty khi bọn chúng đánh cháo hàng. Phía bên vận tải còn phải bồi thường một khoản khá lớn do vi phạm hợp đồng kinh doanh. Riêng kẻ dùng hình ảnh Photoshop uy hiếp anh không được thì chuyển sang tống tiền và bị bắt ngay khi hắn ôm bọc tiền bỏ trốn. Chị sách đồ về căn nhà mơ ước của hai vợ chồng, niềm hạnh phúc đong đầy. Có lẽ không trải qua sóng gió thì chị không thấy được tấm chân tình của anh dành cho mình. Chị chịu khó thay đổi bản thân mình như chị Hiên chỉ dạy. Thậm chí, chị chủ động quan tâm và yêu thương anh Thời gian đầu anh thấy vợ thay đổi còn không quen Dần dần anh lại bị chị làm cho chết mê chết mệt Đời sống tình cảm của chị cứ như vậy mà thăng hoa Một thời gian sau sức khỏe của chị phục hồi Chị dạo này da rẻ mịn màng căng bóng Anh luôn tự hào vì chị nhìn càng ngày càng có da có thịt Chị dự định chuyển phôi lần hai Mấy hôm liền chị thấy khó chịu trong người Mất ngủ và hay bị khó thở Chị lo lắng bị bệnh nên tự mình tới viện khám kết quả ngoài sức tưởng tượng khi chị mang thai. Chị mang thai hoàn toàn tự nhiên. Biểu hiện của chị do mới cấn bầu mà ra. Bác sĩ siêu âm chưa thấy thai trong buồng tử cung. Nhưng kết quả xét nghiệm HCG cho thấy chị đã thực sự mang thai. Chị điện thoại cho anh biết tin mừng. Anh đang ở công ty nghe tin báo sung sướng tới mức chạy vòng quanh kho. Gặp ai cũng khoe mình lại sắp được làm bố. Anh cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị. Anh điện thoại lại cho chị mình ở yên bệnh viện Giờ anh tới đón mình Chị đáp Anh xuống nhà báo tin cho bố mẹ đi Em đi taxi và đang trên đường về rồi Anh nghe lời chị chạy thẳng về nhà báo tin cho bố mẹ Bố anh không có nhà Bà Kim đang nói chuyện với Diệp dưới bếp Chị biết Diệp tới chơi Sao nhìn thấy xe của Diệp để ở sân Anh đi xuống bếp muốn báo tin mừng cho mẹ Thì bất ngờ ngay thấy tiếng bà Kim Nhà bác đúng là vô phúc con Hạ chỉ được cái hiền lành thôi Chứ chả được cái nết gì Thế mà ông Pha với thằng Việt cứ mở miệng là Hạ Bác nghe mà bực mình Cô ấy cũng là bất đắc sĩ mà bác Hơn nữa anh Việt lại chết mê chết mệt cô Hạ Anh tính lên tiếng báo cho mẹ nghe tin vui Nhưng nghe được câu bà Kim nói mà anh như chết lặng Bác chiều ý nó cho ra riêng cho tư tưởng thoải mái Nếu nó vẫn không đẻ được Thì bác bắt thằng Việt phải kiếm con Chứ theo như cháu nói, nó bị bệnh kháng tinh trùng không thể có con với thằng Việt, là bác chán lắm. Bác đừng ép anh ấy kẻo phản tác dụng, anh ấy lại càng bênh vợ hơn và quay ra có ác cảm với bác. Cháu ở bên kia thấy nhiều người phụ nữ kiểu như hạ lắm. Cháu mới phát hiện ra một thầy mo, thầy này rất giỏi trong lập đàn giải duyên vợ chồng. Nếu anh Việt cố chấp, bác chỉ cần nhờ thầy thì ắt thầy làm phép cho anh Việt từ từ chán ghét vợ có như vậy bác không mang tiếng chèn ép con dâu và phá vỡ hạnh phúc của họ việt nghe không sót một câu nào từ miệng diệp anh tức giận diệp thì ra đây mới là bộ mặt thật của em sao thật khen cho cái mặt nạ của em em đeo nó có thấy lương tâm cắn rứt không cả bà kim và diệp thất kinh khi nghe tiếng nói của việt bà kim vội giải thích con à chuyện này con hiểu nhầm rồi anh cười nhạt tai con chưa điếc mẹ ạ à con nghe rất rõ ràng tiện đây con cũng thông báo cho cả nhà một tin quan trọng vợ con có bầu rồi để tránh cho vợ con bị cả xấu làm hại thì con xin phép mẹ không qua lại bên này nữa diệp định mở miệng giải thích liền bị việt quát còn cô cút khỏi nhà tôi tôi tuyên bố từ giờ cô và tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào khác tôi thương cô đến mới quan tâm giúp đỡ cô nhưng cô lại lấy oán báo ơn cổ ác lắm anh nói em ác sao Em ác mà phải năm lần bảy lượt cứu anh và cô Hạ sao? Anh nói vậy mà nghe được hay sao? Nếu cô tốt sẽ phải vun vén cho hạnh phúc của chúng tôi, chứ không phải thì thuộc với mẹ tôi để bà ghét bỏ vợ tôi. Nếu cô tốt thực sự thì đã khuyên mẹ tôi, chứ không phải tìm cách ly gián tình cảm của chúng tôi. Tôi không biết cô dùng cách nào phát hiện ra nguyên nhân chúng tôi khó có con. Nếu là người tốt sẽ giải thích cho mẹ tôi hiểu, thì cô lại tốt đến mức báo tin cho bà bệnh của vợ tôi, rồi khuyên bà dùng bùa ngải chia rẽ chúng tôi. Cô tốt đến thế sao? Ông Pha cũng vừa về đến nhà nghe được màn chỉ trích của con trai thì máu nóng bốc lên. Ông xách luôn thùng nước gạo ủ chua để dành tưới rau tạt thẳng vào người Diệp. Diệp bị dội nước bẩn vào người tức giận sãy lên. Ông Pha túm ngay cái chổi cứ nhằm Diệp mà quét. Diệp người ngợm ướt nhẹp bẩn thỉu tức tối bỏ đi. Ông Pha nói với theo. Cái thứ đàn bà đê tiện như cô dám bước chân đến nhà này thì lần sau không phải là nước gạo chua đâu. Ông quát Việt Anh kia, mau lấy giấy báo đốt vía con quỷ đó đi cho bố Bố đốt tiễn vòng nó luôn Để nó không còn quay lại làm hại nhà này nữa Ông quay ra quát luôn cả bà Kim Còn bà nữa Bà sống bằng này tuổi mà không phân biệt phải trái Bà dám làm con tôi bị tổn thương Tôi quét bà đi luôn Tôi nói được làm được Diệp bị tấm cổ khỏi nhà Việt như thế Bà Kim thì bị ông pha quát Cho không dám mở miệng ra nói một câu sau cùng ông vào nhà dọn đồ vào túi, tuyên bố sẽ chuyển lên ở nhà anh chị. Bà Kim lúc bấy giờ vội vã chạy theo xin ông ở lại, ông làm căng. Tôi không thể sống với người đàn bà ác tâm, đến con mình cũng không thương như thế. Tôi đi, để bà có không gian riêng tự suy ngẫm lại bản thân mình. Bà Kim nói hết nước hết cái nhưng ông vẫn không chịu xuống nước. Bà lấy ông mấy chục năm giờ mới thấy ông nổi cơn thịnh nộ. Bà xuống nước xin lỗi ông cả tuần nhưng ông vẫn dừng dưng không quan tâm bà dùng hạ sách nhờ hạ nói giúp mà ông vẫn không thay đổi quyết định và quay ra trách cứ ông không để cho các con không gian riêng rồi sống chung gây bất tiện cho các con ông cũng không nghe bà tuổi thân bà bỏ cả ăn uống ông thấy vậy sót bà lại tự động sách đồ về anh chị nhìn bố mẹ mà phải phì cười chị nói bố rất thương mẹ sau này về già em cũng muốn mình được hạnh phúc như thế anh gật đầu anh hứa sẽ để em là người phụ nữ hạnh phúc nhất các cụ vẫn bảo con hơn cha là nhà có phúc. Nhất định anh sẽ làm mình hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả hạnh phúc của bố dành cho mẹ. Thống nhất mình với các con, lấy vợ gả chồng xong mình cho ở riêng hết. Hai vợ chồng chúng ta sẽ chỉ yêu thương nhau, còn con cái kệ cha tụi nó. Chị nghe anh nói khẽ mỉm cười, hai mái đầu ngồi dựa nhau kể chuyện cổ tích trong tương lai. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cô ấy là vợ anh của tác giả Hà Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.